Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Góc nhìn của Ban Chỉ đạo Đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vượt qua những ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam đang phục hồi ngoạn mục, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự chuyển dịch dây chuyền sản xuất của các thương hiệu lớn vào Việt Nam. Điều này cũng đặt ra thách thức cho Việt Nam trong việc giải quyết một số tồn tại và thách thức để đáp ứng yêu cầu từ thị trường. Một trong những vấn đề đó chính là câu chuyện về nhân lực ngành logistics. Theo dự báo của các chuyên gia thì đến năm 2030, các doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam thì cần khoảng là 1,6 triệu nhân lực. Còn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng ở mức là gần 600.000 người. Tuy nhiên, hiện tại việc đào tạo nhân lực logistics của Việt Nam thì rất hạn chế, chỉ khoảng là 4.000 người trên một năm. Điều này thì đã tạo nên sự thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng đối với nhu cầu của ngành. Để làm rõ hơn về câu chuyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành logistics cùng những thách thức khó khăn mà Việt Nam cần phải vượt qua trong tương lai, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Trước hết thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn biên tập viên. Và trước khi đến với phần trao đổi cùng khách mời, mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về những khó khăn trong sử dụng và tuyển dụng nhân lực ngành logistics tại các doanh nghiệp kho vận. Hoạt động trong lĩnh vực kho bãi, vận tải gần 10 năm nay, doanh nghiệp này cung cấp các dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng cả trong và ngoài nước theo chuẩn quốc tế. Với hệ thống kho vận khép kín trên diện tích 15 hecta cùng số lượng lớn hàng hóa xuất nhập trong ngày, doanh nghiệp đã phải cần tới hơn 50 nhân lực chỉ riêng cho đơn nguyên kho này. Ở trong ngành của chúng tôi thì cái yếu tố nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng. Hiện bây giờ thì bộ phận khai thác kho này chúng tôi có khoảng hơn 50 nhân viên, phần lớn là các bạn thanh niên rất là trẻ, từ rất là nhiều nguồn, từ nguồn nhân viên cán bộ công nhân viên cũ của công ty, nguồn nhân viên là các bạn học sinh sinh viên mới được tuyển dụng trong vòng khoảng cỡ tầm từ 6 tháng trở lại đây. Khối lượng công việc lớn, nơi làm việc xa khu dân cư, thường xuyên phải làm việc ngoài giờ hay mức lương chưa thỏa đáng là những yếu tố khiến cho nhân lực ngành logistics vốn đã mỏng này càng thiếu hơn trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang gặp một số cái khó khăn như là cái lượng hàng giao hàng muộn đến kho là tương đối lớn. Công việc này cứ dồn từ tầm 16 giờ đến 21 giờ. Với cái lượng hàng thường xuyên phải làm ngoài giờ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người lao động trực tiếp tại kho, thường xuyên phải làm đến 21 giờ đêm. Như vậy nó ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như quãng đường cũng tương đối xa. Thì đi lại là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đây là một cái nghề mà nó không phải là nghề đơn giản. Nó là một nghề có thể nói là tương đối phức tạp vì cái yêu cầu về đòi hỏi, về tính cẩn thận, cái sự quan sát tỉ mỉ, tính chính xác trong công việc là rất là cao. Nhưng cho đến bây giờ thì nó không phải là một cái nghề mà được trả lương quá cao. Không chỉ có doanh nghiệp lớn mới gặp khó khăn trong sử dụng nhân lực ngành logistics, mà ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng gặp khó trong việc tuyển dụng nhân lực. Dù chỉ có vài đầu xe container và xe tải cung cấp dịch vụ tại miền Bắc, doanh nghiệp này vẫn cần đến 2 người phụ trách mảng điều hành xe vận chuyển, thậm chí còn đang tuyển thêm nhân lực mà vẫn không được như mong đợi. Tuy là một công ty nhỏ nhưng mà cũng rất là khó khăn trong cái việc mà mình sử dụng nguồn nhân lực. Bởi vì logistics nó là một cái ngành mà mình phải đòi hỏi cái khả năng thích ứng cũng như là linh hoạt rất là cao. Bởi vì là công việc nó không phải chỉ đơn thuần là vận chuyển hàng từ điểm A đến điểm B, vì nó có những cái quá trình nó phát sinh, tuyển dụng, đào tạo thì cũng phải mất đến 2-3 tháng thì mới quen được công việc. Nhưng mà đôi khi mà phát sinh công việc ra lại không chịu được áp lực công việc, ví dụ như là hàng hóa đến trễ hay là kế hoạch bị thay đổi, là các bạn ấy không chịu được áp lực thì các bạn ấy lại chuyển sang công ty khác hoặc là cảm thấy không phù hợp. Cho nên là chúng tôi vẫn còn rất là khó khăn trong cái việc đào tạo cũng như tuyển người. Đào tạo thiếu thực tế, người lao động chưa thực sự quan tâm đến nghề, ý thức trong công việc chưa cao, cùng nhiều yếu tố khách quan khác là những nguyên nhân khiến việc tuyển dụng nhân lực chất lượng cao ngành logistics tại các doanh nghiệp luôn gặp khó khăn. Dù nhu cầu thực tế vẫn rất cao, đặc biệt là khi nền kinh tế Việt Nam đang tích cực hòa cùng nhịp sản xuất thế giới sau đại dịch. Vâng, có thể nói hoạt động logistics thì rất rộng, liên quan đến nhiều mảng như là cảng biển, kho bãi, vận tải, nên nhu cầu lớn về nhân lực ngành này là điều dễ hiểu. Thưa ông Trần Thanh Hải, vậy thì ông có thể nhận định chung về cung và cầu của nhân lực ngành logistics tại Việt Nam hiện nay được không ạ? Logistics là một ngành dịch vụ tổng hợp và bao gồm nhiều các cái công đoạn khác nhau. Trong đó có cả vận tải, có cả giao nhận, có cả kho bãi và các cái khâu liên quan khác.
chúng ta cũng thấy rằng trong cái thời gian vừa qua thì logistics cũng là một ngành kinh tế phát triển rất là nhanh, với cái tốc độ tăng trưởng bình quân vào khoảng từ 12 đến 14%. Và với cái lưu lượng hàng hóa lưu chuyển như hiện nay, chúng ta cũng thấy rằng cả hàng hóa lưu chuyển ở trong nước và hàng hóa xuất nhập khẩu cũng gia tăng mạnh như vậy, thì cái nhu cầu về nhân lực cho cái ngành logistics rất là lớn. Theo ước tính sơ bộ hiện nay thì cái lượng lao động mà làm việc trong ngành logistics hiện nay khoảng từ 1,5 đến 2 triệu lao động. Và số những lao động mới cần tuyển dụng hàng năm cũng vào từ khoảng từ 150 cho đến 200.000. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu về mặt số lượng thôi cũng đã là rất lớn. Nhưng bên cạnh đó thì cái yêu cầu về mặt chất lượng cũng đòi hỏi rất là cao. Vì đây là cái ngành mà nó cũng rất là đặc thù và nó trải dài trong cả một cái quá trình cung ứng của chuỗi hàng hóa. Vậy những cái tồn tại ở trong nhân lực ngành logistics tại Việt Nam hiện nay thì là gì ạ? Do cái ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam cũng còn khá mới, thì chúng ta thấy rằng là cái kinh nghiệm và cái đào tạo trong cái lĩnh vực này chúng ta cũng chưa triển khai được lâu. Thì do vậy cái những các kiến thức và kỹ năng cơ bản là chúng ta thấy là cái đây là một cái điểm thiếu lớn nhất đối với nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam. Cái điểm thứ hai đó là các doanh nghiệp logistics Việt Nam thì đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và với quy mô nhân lực như vậy cùng với cả quy mô vốn cũng ở cái mức độ thấp và cái tính liên kết ở trên thị trường quốc tế nó chưa cao, thì cái điều kiện để cho các nhân lực của Việt Nam chúng ta có thể rèn rũa cũng như là tiếp cận với cả các cái kiến thức thực tế, đặc biệt là những cái hoạt động logistics mà mang cái tính quốc tế cao, thì nó cũng còn đang rất là hạn chế. Một cái điểm nữa ở đây chúng ta cũng thấy rằng là cái nhân lực quản trị là rất là quan trọng, quản trị cấp cao và quản lý cấp trung, thì đây cũng là cái mà chúng ta chưa thể đào tạo được và chủ yếu là hiện nay thông qua các cái hoạt động thực tế mà thôi. Thì đây là có thể nói là một số những các cái điểm yếu cơ bản đối với nhân lực của ngành logistics hiện nay. Từ những phân tích của ông có thể hiểu rằng là chúng ta hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu về số lượng nhân lực ngành logistics, đúng không ạ? Vậy còn nhân lực chất lượng cao trong ngành logistics thì sao ạ? Liệu rằng là lực lượng này đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường hay chưa? Nói về nhân lực chất lượng cao thì nó cũng sẽ thể hiện ở rất nhiều những cái khâu, những cái ngành, những cái công đoạn khác nhau. Ví dụ như là vận tải biển, là hàng không hay là đường sắt, hoặc là ngay trong những cái hoạt động về quản lý kho bãi. Thì đối với một cái kho hiện đại chúng ta thấy là cái quy mô nó rất là lớn và số lượng các mặt hàng lưu trữ ở trong đó cũng rất lớn. Thì quản lý được một cái kho như vậy để không mất mát, không bị nhầm lẫn cũng như là hàng hóa không bị đổ vỡ, không bị hư hỏng thì cũng đòi hỏi những cái kỹ năng mà nó khác với cả cái giai đoạn trước đây. Hay là trong rất nhiều những các cái khâu khác của cái chuỗi dịch vụ logistics. Thì chính vì vậy thì nhu cầu về nhân lực mà có chất lượng cao hiện nay đang rất là lớn. Và đa phần hiện nay cái lực lượng lao động đó là được đào tạo tại chỗ, các doanh nghiệp tự đào tạo cũng như là truyền nghề cho nhau. Thế còn cái đào tạo một cách cơ bản thì hiện nay chúng ta vẫn còn rất là thiếu ở cả bậc đại học cũng như là bậc cao đẳng và trung cấp. Vâng, sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng như là chuyển đổi số thì nó cũng đã khiến cho nhiều ngành nghề, trong đó có logistics cũng chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Vậy thì cái điều này thì nó có tác động gì tới cái việc là cái nhu cầu về nhân lực chất lượng cao trong ngành này ạ? Chuyển đổi số thì sẽ giúp cho cái năng suất và cái hiệu quả của hoạt động dịch vụ logistics nó sẽ tăng lên. Nhưng mà cũng không thể nào mà thay thế được hoàn toàn cho yếu tố con người. Thì chính vì vậy cái yêu cầu về nhân lực ở đây chúng ta thấy vẫn là một cái yêu cầu mà hết sức thiết yếu. Thì chuyển đổi số sẽ đặt ra những các cái nhu cầu để cho nhân lực trong ngành logistics sẽ phải đáp ứng ở một cái độ cao hơn. Và chúng ta nói là thông qua cái quá trình để chuyển đổi số đó để áp dụng. Và rất nhiều những cái công đoạn khác nữa như là chuyển đổi số ở cảng, ở sân bay cũng như là ở các cái hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính của ngành hải quan thì đều đòi hỏi là phải có cái nhân lực được đào tạo cũng như là sử dụng nhuần nhuyễn các cái công cụ như vậy. Theo thống kê, hiện cả nước mới chỉ có khoảng 30 trường đại học tuyển sinh chuyên ngành hoặc là ngành liên quan tới logistics với tổng số chỉ tiêu tuyển sinh là khoảng 3.000 người trên một năm. Hệ cao đẳng thì có các chương trình đào tạo logistics và ngành liên quan tới logistics có khoảng 32 trường đào tạo từ 800 tới 1.000 học viên trên một năm. Trong khi thực tế hiện tại thì mỗi năm Việt Nam cần có khoảng 50.000 lao động cho lĩnh vực logistics nói chung. Như vậy là khả năng đáp ứng về nhu cầu nguồn nhân lực trong ngành này chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu của thị trường, tức là đang thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Phóng sự sau sẽ phản ánh phần nào thực trạng đào tạo nghề logistics tại Việt Nam. Là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực các ngành hàng hải, vận tải biển có uy tín tại Hải Phòng, Trường Cao đẳng Hàng hải 1 đã chính thức đưa ngành logistics vào chương trình đào tạo từ năm 2018.
Tuy nhiên công tác tuyển sinh đào tạo cũng là vướng mắc hạn chế chung bởi khó thu hút được cả giáo viên và học viên hơn những ngành nghề khác. Để tuyển được người học đã khó, nhưng để tổ chức triển khai để làm sao nó có hiệu quả thì còn khó hơn nữa. Thế thì đối với lại cái logistics thì hiện nay chúng tôi đang gặp phải một số vấn đề. Cái mà chúng tôi lo ngại nhất bây giờ đó là đội ngũ giảng viên. Thì rõ ràng đây là một cái ngành nghề nó hết sức là mới. Để có được một cái đội ngũ giảng viên lành nghề là một cái câu hỏi cũng khó có lời giải. Nhân lực thuộc cái ngành này thì chủ yếu là lấy ra từ các cái doanh nghiệp cảng biển, các cái doanh nghiệp hàng hải, các cái chủ tàu. Vì thế thì cái đội ngũ giảng viên của chúng tôi qua đào tạo chuyên sâu về ngành này là ít. Cái đội ngũ giảng viên trẻ được tuyển dụng từ các trường đại học về cái năng lực chuyên sâu cũng chưa có nhiều. Đội ngũ mà được đi học ở nước ngoài về thì rõ ràng là làm việc ở trong cái cơ sở công lập như thế này thì chưa đáp ứng được thu nhập, cái mức lương của đội ngũ. Bên cạnh đó, chương trình học và công tác giảng dạy cũng còn đó nhiều yếu tố hạn chế khiến quá trình đào tạo gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi là đào tạo nghề thì giáo trình chưa có bộ giáo trình chính thống được công nhận cả nước. Mà hiện tại chúng tôi cũng phải mượn một số giáo trình từ các trường đại học và phải tìm hiểu giáo trình từ nước ngoài để biên soạn lại. Đồng thời để nó sát với cái nhu cầu thực tế của thị trường lao động thì chúng tôi phải xuống doanh nghiệp để tìm hiểu các cái quy trình. Khó khăn thứ hai mà trường chúng tôi đang gặp phải đó là đối tượng sinh viên của chúng tôi rất là đa dạng. Nó không như trường đại học thì chúng ta có một số đối tượng sinh viên nhất định là cùng trình độ tốt, buộc là chúng tôi mất nhiều công sức hơn so với các cái đối tượng sinh viên của trường đại học. Không chỉ thế, yếu tố vị trí địa lý của cơ sở đào tạo, yêu cầu về kỹ năng đặc thù hay ngoại ngữ cũng là những vướng mắc chung đang tồn tại ở nhiều cơ sở đào tạo logistics trên cả nước. Thực tế học viên ra trường cần có thêm những kỹ năng khác song hành cùng kiến thức chuyên môn được đào tạo mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong cái giai đoạn hiện nay nhà trường thì cái ngành logistics cũng chủ lực, nhưng 2 năm vừa qua tuyển sinh rất là khó khăn, có lẽ bởi xã hội người ta chưa nhìn nhận đúng. Thứ hai nữa là về vấn đề trường đóng ở biển và miền Trung Tây Nguyên thì lĩnh vực logistics thì một số doanh nghiệp vẫn còn ít hoạt động. Tôi nghĩ rằng cái ngành logistics hiện nay nó mang cái tính chất toàn cầu, cho nên nó cần phải có những cái chuẩn mực của từng cái khâu. Trên cơ sở này chúng ta không phải chỉ làm với chúng ta mà chúng ta còn làm việc với nhiều cái đối tác quốc tế. Nên tất cả phải hướng tới một cái chuẩn kỹ năng. Trong cái chuẩn kỹ năng này phải hướng tới cái chuẩn làm được và làm tốt. Mà làm tốt hướng tới cái chuẩn của quốc tế. Thì cái phương pháp ứng dụng kỹ năng thực hành trong cái đào tạo cái lĩnh vực logistics thì tôi cho cũng là điều rất cần thiết và hợp lý. Mặt bằng tiếng Anh nói chung trong ngành logistics còn tương đối là khiêm tốn. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng là cái việc đào tạo tiếng Anh nên tăng cường hơn nữa. Bởi vì các bạn không phải là chỉ làm việc với hàng hóa, các bạn còn làm việc với khách hàng nữa. Cái đấy cũng là một cái yếu tố quan ngại khi mà cái lực lượng lao động chúng ta có thể có nhưng lại không làm chủ được tiếng Anh để đáp ứng được yêu cầu công việc. Vâng, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một số vướng mắc trong công tác đào tạo nhân lực ngành logistics nói chung tại Việt Nam hiện nay, như là giáo trình, đội ngũ giảng viên, yêu cầu ngoại ngữ, cho tới những yếu tố khu vực địa lý của cơ sở đào tạo. Vậy thưa ông Trần Thanh Hải, ngoài những yếu tố trên thì còn có những cái khó khăn và thách thức như thế nào đối với công tác đào tạo nhân lực ngành logistics tại Việt Nam hiện nay ạ? Bản thân cái lĩnh vực cái chuyên ngành về logistics nó là một cái chuyên ngành đào tạo mới. Do vậy thì cái sự quan tâm của lãnh đạo các cơ sở đào tạo là một cái yếu tố rất là quan trọng để giúp cho cái chuyên ngành đào tạo này có thể được có cái sự quan tâm đầu tư cũng như là nâng cao cái chất lượng, mà trước hết là chất lượng của các giảng viên. Yếu tố thứ hai cũng như là qua các phóng sự mà chúng ta cũng đã thấy thì cái việc khan hiếm cái nguồn giảng viên, thế rồi chúng ta chưa có được cái bộ giáo trình mà nó mang tính chất là chuẩn và có cái tính liên thông với quốc tế thì cũng là những các cái vấn đề rất là lớn. Thế rồi những cái vấn đề về liên quan đến thực hành, thực tập cũng như là tuyển dụng của sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc được nhanh hoặc tiếp cận được sớm vào cái ngành logistics thì cái quá trình mà kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp trong cái quá trình đào tạo là một cái yêu cầu hết sức là quan trọng. Thì đây là một số cái điểm mà chúng ta cũng thấy là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng chưa có thể phát huy được và rất cần có cái sự chung tay của các ngành, các cấp, cả các hiệp hội cũng như là các cơ sở đào tạo để chúng ta có thể khắc phục những cái điểm yếu như vậy. Vâng, theo thống kê hiện nay thì mỗi năm chỉ có khoảng 4.000 học viên tham gia học hay là đào tạo ở trong cái ngành logistics, đấy là con số rất là thấp đúng không ạ? Vậy thì theo ông tại sao học viên chưa quan tâm nhiều tới lĩnh vực này ạ? Thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng là đối với một số trường đại học ấy, thì chuyên ngành về logistics hiện nay là có thể nói là thu hút được cái sự quan tâm khá là cao của xã hội khi mà cái điểm chuẩn
của những chuyên ngành này luôn luôn ở cái top cao nhất trong vài năm gần đây. Điều đấy cho thấy là logistics cũng đang dần được xã hội quan tâm. Tuy nhiên thì là cái số lượng các trường mà có đào tạo chuyên ngành về logistics thì hiện nay cũng chưa phải là nhiều. Thứ hai nữa, chúng ta thấy là bên cạnh bậc đại học thì cái bậc cao đẳng và trung cấp nghề cũng rất là quan trọng. Thì số lượng các cái trường cao đẳng và trung cấp nghề cũng có cái đào tạo về lĩnh vực này cũng còn đang rất là ít. Thế thì chính vì vậy chúng ta thấy là cái nhu cầu đang bắt đầu xuất hiện nhưng mà số lượng các cơ sở đào tạo chúng ta chưa có cái sự đáp ứng cần thiết. Cái thứ hai đó là cái nhận thức của xã hội đối với cái ngành về logistics. Rất nhiều người cũng chưa hiểu logistics là đào tạo xong thì sẽ kinh doanh hoặc sẽ làm việc ở trong những cái lĩnh vực như thế nào. Và chính vì vậy thì kể cả các bậc phụ huynh hoặc các em sinh viên khi mà lựa chọn nghề nghiệp có thể các em cũng có cái sự băn khoăn. Thế thì ở đây chúng ta thấy là cái vai trò của truyền thông, của tuyên truyền để giúp cho xã hội hiểu hơn về cái ngành của logistics. Chúng ta cũng thấy là logistics là một cái ngành rất mới. Đầu tư cho các cái ngành học này hiện nay ở các trường đa phần còn rất là ít. Chủ yếu ở các ngành chỉ có để cấp bộ môn. Đấy, thậm chí có thể là chỉ có một vài giáo viên và dạy xen lẫn vào trong những các cái ngành học khác. Thế cái điều đó cho thấy là sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, về nguồn lực của những người đào tạo hiện nay chúng ta cũng còn chưa đầy đủ. Và cái điều đó nó cũng lý giải phần nào là cái hoạt động đào tạo về logistics của hiện nay của chúng ta vẫn còn ở đang một cái mức mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vâng, dự báo nguồn nhân lực logistics của Việt Nam nói chung thì sẽ tiếp tục thiếu cả về chất lượng và số lượng. Dự kiến là chỉ đáp ứng được khoảng từ 40 tới 45% nhu cầu của ngành vào năm 2030. Vậy thì thưa ông Trần Thanh Hải, chúng ta có kế hoạch về dài hạn như thế nào để có thể là thay đổi được cái thực trạng này ạ? Nhận thức rằng nhân lực là một cái yếu tố then chốt để giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics. Thì trong cái quyết định 200 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động để phát triển cái ngành dịch vụ này thì cũng đã có hẳn một cái mục riêng về cái việc mà đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thì trong đó cũng đã đặt ra những cái nhiệm vụ, ví dụ như là phải gia tăng được cái số lượng các cái giảng viên, đào tạo cũng như đào tạo lại cho đội ngũ giảng viên, thế rồi nâng cao cái chất lượng giáo trình và gắn cái đào tạo với cái thực hành. Bên cạnh đó thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy có một cái điểm rất là mừng, đó là cái sự tập hợp của các cơ sở đào tạo về logistics trong lĩnh vực này. Và qua đó đã hình thành được một cái hiệp hội phát triển nhân lực logistics. Thì điều đó nó cũng giúp cho các cái cơ sở đào tạo có một cái sự chia sẻ thông tin, chia sẻ nguồn lực, cũng như là từ đó có thể phát triển được những tài sản chung như là các bộ giáo trình, hoặc là qua đó thì giúp kết nối với doanh nghiệp được tốt hơn. Thì đây cũng là một cái bệ phóng, một cái điểm tựa rất là tốt cho các cơ sở đào tạo. Trong những mục tiêu để nâng cao chất lượng đào tạo thì hợp tác với các cơ sở đào tạo quốc tế cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Vì chúng ta cũng biết là một cái điểm chúng ta thiếu đó là các cái kinh nghiệm cũng như giáo trình, và đó là những cái điểm mạnh của các cái cơ sở đào tạo nước ngoài. Cái việc mà xây dựng những cái chương trình đào tạo liên doanh liên kết cũng như là thông qua những cái dự án của chính phủ nước ngoài hỗ trợ thì chúng ta cũng hy vọng là qua đó chúng ta có thể nhanh chóng tiếp cận được cái trình độ đào tạo ở cái đẳng cấp quốc tế, và giúp cho kể cả giảng viên cũng như là các em sinh viên của chúng ta có thể tiếp cận đến cái trình độ cao hơn cũng như là có cái chất lượng đào tạo cao hơn. Vâng, thưa quý vị, nhận thấy rõ những vướng mắc như là giáo trình, đội ngũ giảng viên cho đến cơ sở vật chất tại các cơ sở đào tạo trong công tác đào tạo nhân lực ngành logistics nói chung tại Việt Nam. Từ năm 2017, nhiều cơ sở đào tạo nghề tại Việt Nam đã hợp tác với các chương trình giáo dục ngành logistics của những quốc gia có nhiều kinh nghiệm phát triển ngành này nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và kỹ năng cho học viên, giúp sinh viên khi ra trường thì đáp ứng được các yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một trong những dự án như vậy qua phóng sự sau. Mô đun đào tạo nhận và lưu trữ kho hàng là một trong những mô hình trực quan giúp sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải 1, Hải Phòng nhanh chóng làm quen với công việc thực tế trong quá trình học tập. Đây là kết quả hợp tác giữa nhà trường với Đại sứ quán Australia từ năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng cho lực lượng lao động ngành logistics thông qua dự án Oat4Skill. Oat4Skill đã hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều hoạt động, mà nổi bật nhất đó là chương trình chuyển giao thí điểm một cái mô đun về nhận và lưu trữ kho hàng. Oat4Skill cũng hỗ trợ chúng tôi trong việc biên soạn các chương trình chuyển giao, các chương trình đào tạo, hỗ trợ về đào tạo giảng viên, không chỉ đào tạo trong nước mà đào tạo ở Úc, cử các giảng viên của chúng tôi tham gia vào các hội thảo trong nước cũng như là quốc tế, thì qua đó thì cũng nâng cao các năng lực của đội ngũ giảng viên của nhà trường.
Từ hiệu quả của mô hình thí điểm cùng những kiến thức, những kinh nghiệm mà dự án chuyển giao, sinh viên nhà trường đã phần nào hiểu rõ thêm những cơ hội cũng như khả năng phát triển của nghề trong tương lai. Em quyết định chọn học tiếp chuyên ngành Logistics là bởi vì theo như tìm hiểu của em thì hiện tại ngành Logistics ở Việt Nam đang rất là thiếu nhân lực cả về chất lượng lẫn số lượng. Thế nên em nghĩ đây là một cơ hội rất tốt để mình có thể tìm được một công việc ổn định phù hợp với cái chuyên ngành đào tạo sau khi mình đã tốt nghiệp. Em thấy Logistics là một ngành rất là năng động và đây là một ngành kinh doanh mang tầm cỡ quốc tế. Nên là rất là thuận lợi cho em khi mà em đã có sẵn hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật. Sau 2 năm làm việc tại kho ấy, thì em thấy được rằng là ngành nghề này nó không khó như là mọi người nghĩ. Và nó giúp cho mình phát triển thêm kỹ năng cả về lao động và trí óc. Và ngoài ra thì cái mức lương mà em được nhận ấy, thì em thấy là nó khá phù hợp và nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu của em trong sinh hoạt hàng ngày. Đối với bản thân em ấy, thì em thấy là năng lực của em vẫn còn hạn chế. Em muốn là phát triển hơn nữa, có thể là sẽ tìm hiểu những khóa học chuyên sâu và cái ngành nghề này để em có thể phát triển bản thân mình hơn. Chúng tôi nhận thấy việc đào tạo chất lượng cao cùng những kỹ năng là yếu tố cần thiết để thực hiện khát vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam. Ngành Logistics đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi áp dụng mô hình đào tạo Oxford Skill cho việc gắn kết doanh nghiệp với việc thiết kế và triển khai các khóa đào tạo trong ngành Logistics. Qua 3 năm hợp tác với các đơn vị đào tạo nghề của Việt Nam, dự án đã giúp hơn 5.300 sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng ngành Logistics cũng như nhận được sự công nhận từ các chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành. Đội ngũ giáo viên của trường tôi đầu tiên là rất lạ lẫm về cái Logistics. Nhưng hôm nay thì tôi cho rằng là đội ngũ giáo viên hôm nay rất là lớn mạnh và rất là an tường trong cái lĩnh vực Logistics này. Ngoài cái chuyện là kiến thức thì các em về kỹ năng cũng được nâng cao. Và đặc biệt là cái mối quan hệ của nhà trường với doanh nghiệp cũng đang rất tốt. Chính vậy mà học sinh sinh viên của trường khi đăng ký vào học ngành Logistics ở giai đoạn đầu số lượng rất ít, nhưng mà hàng năm có sự tăng trưởng của hàng năm. Chúng tôi cũng muốn được tham gia sâu rộng và chặt chẽ hơn với các cái trường đào tạo nghề bằng cách tham gia vào các cái chương trình đào tạo, đánh giá và thẩm định các cái sinh viên sau khi các em đã học xong. Từ đó thì có những bước tuyển dụng hoặc là sử dụng nguồn nhân lực của các em làm thế nào để phù hợp được với cái năng lực hiện tại của các doanh nghiệp. Ba cái khóa học này đã chứng tỏ được tính ưu việt của phương pháp đào tạo dựa trên năng lực. Đây là một cái phương pháp rất là mới và đối với góc độ của doanh nghiệp chúng tôi thấy đây là cái phương pháp đúng gọi là cầm tay chỉ việc ấy. Nó rất là thiết thực và nó rất là nhanh. Vâng, thưa ông Trần Thanh Hải, theo dõi phóng sự vừa rồi thì ông có thể đánh giá về chất lượng của những cái dự án hợp tác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nhân lực ngành Logistics hiện nay tại Việt Nam được không ạ? Vâng, qua những cái phóng sự như vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sự hỗ trợ của các nước, đặc biệt là những cái nước có cái công nghệ tiên tiến và cũng đã có cái sự tiên phong đi trước chúng ta trong cái dịch vụ Logistics là cái điều rất là quan trọng. Và với một cái dự án cụ thể như là Oxford Skill thì chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái dự án có cái hiệu quả rất là cao khi mà đã giúp cho các cái trường cao đẳng và trung cấp nghề của Việt Nam có thể là hình thành được những các cái phương pháp đào tạo cũng như là cái chương trình khung để đào tạo cho sinh viên của cái khối cao đẳng nghề. Để qua những cái chương trình như thế này, đặc biệt là với giảng viên của các cái trường cao đẳng như vậy đã có thể tự tin và tự xây dựng được cái bộ giáo trình để đào tạo cho các em sinh viên tại trường. Và qua đó thì cũng được tiếp cận những các cái phương pháp tiên tiến trong đào tạo về Logistics của Australia, thì qua đó là giúp nâng cao cái chất lượng đào tạo tại Việt Nam. Ngoài giải pháp về liên quan đến hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực ngành Logistics thì theo ông chúng ta cần triển khai mạnh mẽ những cái giải pháp như thế nào để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu về nhân lực trong ngành này và hướng tới chiến lược phát triển của ngành năm 2030? Mục tiêu của đào tạo của chúng ta thì hiện nay về cơ bản là hướng đến hai cái mục tiêu, đó là nâng mở rộng về quy mô số lượng và nâng cao về mặt chất lượng. Thế còn để đạt được hai mục tiêu đó thì chúng ta cũng thấy có nhiều cái việc chúng ta phải làm, trong đó có cả ở cái phần về các giảng viên, phần về cơ sở vật chất, phần về liên kết với doanh nghiệp và cả một cái yếu tố là liên quan đến nhận thức và truyền thông. Thế thì tất cả những cái khâu này chúng ta đều cần phải có cái sự triển khai đồng bộ và có cái sự quan tâm trước hết là của lãnh đạo của các bộ ngành, của địa phương và bản thân của các cái cơ sở đào tạo, ví dụ như là các trường đại học, trường cao đẳng.
Thế thì trong cái thời gian vừa qua thì Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã phối hợp với các bộ như là Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải. Thì chúng tôi cũng đã làm việc với một số cơ sở đào tạo để nắm bắt được cái nhu cầu cũng như là cái hiện trạng đào tạo hiện nay, qua đó lên một cái kế hoạch có thể hỗ trợ được trong cái thời gian tới khi chúng ta sẽ xây dựng những chiến lược về phát triển dịch vụ logistics, chúng ta sẽ đưa những các cái vấn đề này vào. Thế còn bản thân các trường, rồi Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics cũng phải phát huy cái sự chủ động của mình thông qua cái sự liên kết giữa các trường với nhau. Thế rồi thông qua cái việc mà đề xuất những các cái giải pháp đối với các cơ quan chức năng, các cơ quan nhà nước để có thể là hiện thực hóa, và cũng chủ động liên kết với cả các cái cơ sở đào tạo nước ngoài để có thể nhanh chóng mở rộng cũng như là nâng cao chất lượng đào tạo về logistics. Vâng, còn về phía nhà nước thì sao? Có cần phải có những cái thay đổi hay là bổ sung về chính sách pháp luật hay là những cái hỗ trợ nào để có thể phát triển ngành cũng như là nhân lực cho ngành logistics không? Về phía nhà nước thì có một số những các cái việc chúng ta cũng cần phải quan tâm ở đây. Ví dụ như trước hết là cái mã ngành đào tạo. Thế thì hiện nay là đào tạo về logistics thì được ở bậc đại học cũng như là bậc cao đẳng thì đang được xếp là một phần của cái mã ngành về quản lý công nghiệp. Cái điều này không sai, tuy nhiên nó chưa phản ánh hết được cái thực chất của cái dịch vụ logistics. Và cái điều đó nó sẽ dẫn đến cái việc là các trường rất là khó khăn trong cái khâu tuyển sinh và cũng như là trong cái khâu làm cái công tác truyền thông. Thì chính vì vậy thì cái việc sửa đổi cái mã đào tạo về logistics cũng là một cái việc mà chúng ta phải quan tâm. Thế rồi cái việc mà hỗ trợ cho các trường để có thể là thiết lập những cái cơ sở thực hành hoặc là xây dựng được những cái bộ giáo trình chuẩn hoặc là nâng cao được cái chất lượng cho cái giảng viên, đặc biệt là những đào tạo lại những cái giảng viên mà trước đây không phải là được đào tạo về chuyên ngành logistics nhưng bây giờ chuyển sang giảng dạy về logistics thì họ cũng rất cần phải trang bị những cái kiến thức phù hợp cũng như là thích hợp để có thể là đào tạo cho các em sinh viên. Thế rồi cái sự liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp là một yếu tố rất là quan trọng. Bản thân doanh nghiệp cũng phải tham gia vào cái quá trình đào tạo thông qua việc đưa ra các đặt hàng, thông qua việc là góp ý cho các trường trong các cái chương trình đào tạo và trực tiếp tham gia giảng dạy cũng như là truyền đạt kiến thức cho các thầy cô giáo và các em sinh viên. Thế thì cái yếu tố này nó cũng đều cần có cái sự quan tâm của cả cơ quan quản lý nhà nước, cả doanh nghiệp và cả nhà trường. Vâng, với hơn 3.000 km bờ biển và 28 trên 36 thành phố có biển, hệ thống cảng biển của Việt Nam những năm qua đã không ngừng mở rộng và phát triển. Tính đến năm 2022 thì Việt Nam đã có gần 300 bến cảng, trong đó Hải Phòng là địa phương tập trung nhiều cảng biển nhất với 50 bến cảng, tiếp đến là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với 45 bến cảng và thành phố Hồ Chí Minh thì xếp ở vị trí thứ 3 với 43 bến cảng. Những con số này thì đã cho thấy logistics đã trở thành một trong những ngành chủ lực ở Việt Nam, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Và nhu cầu lớn về nhân lực ngành này đã là câu chuyện hiện hữu để Việt Nam trở thành trung tâm logistics mới của khu vực. Sau đây là những nhận định của các chuyên gia để giải bài toán nhân lực trong ngành logistics trong thời gian tới. Chúng ta đang ở trong cái thời điểm vàng về phát triển logistics. Chúng ta đang có những các cái bước phát triển rất tốt về cơ sở hạ tầng. Chúng ta đang có những cái sự quan tâm rất lớn của nhà nước. Chúng ta đang có những lợi thế rất lớn về địa chính trị so với các nước ở xung quanh trong khối ASEAN, trong khu vực Đông Á. Thì chúng ta đang có những cái lợi thế mà những quốc gia khác không có được. Thế nhưng nếu như chúng ta không có những nguồn nhân lực hợp lý, không có những nguồn nhân lực tốt, thì những các cái lợi thế như tôi vừa mới kể ra sẽ không được phát huy và mang lại cái giá trị cho cái dịch vụ logistics này. Chuyển đổi từ cái đào tạo truyền thống chỉ phần lý thuyết không, thì bây giờ sinh viên đã được bắt đầu thực hành ngay từ bước khâu đầu tiên, nói đi đôi với làm, miệng nói tay làm cụ thể tỉ mỉ. Chính vì vậy cho nên là học sinh rất là phấn khởi và tự tin rằng là với cách dạy như vậy, cách tiếp thu như vậy, cách thực hành như vậy thì các em ra trường sẽ tự tin để có thể là tự tìm việc làm hoặc là có cơ hội tìm việc làm. Khi chúng ta đã xác định rằng là các nghề và các chuẩn nghề đấy là một trong những cái tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra đối với nhân lực logistics thì bắt buộc chúng ta sẽ phải thiết lập những cái tổ chức, những cái cộng đồng để chúng ta vừa có thể là chuẩn hóa thêm những cái chuẩn nghề và tiêu chuẩn nghề và đồng thời chúng ta cũng có những cái nhóm để phổ biến những cái chuẩn nghề trong những đội ngũ giáo viên cũng như là đội ngũ học viên. Thì tôi nghĩ rằng cái tổ chức này nó có vai trò rất là tốt trong cái việc phổ biến những cái kỹ năng nghề trong ngành logistics.
Chúng tôi rất mong chờ các hoạt động sắp tới của Oxford Skills trong giai đoạn 2022 đến năm 2025. Tiếp nối thành công của giai đoạn 1, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Hội đồng Tư vấn Kỹ năng nghề, ngành Logistics và tiếp tục chia sẻ những bài học kinh nghiệm được rút ra trong ngành Logistics với các đối tác của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng mô hình gắn kết doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp sẽ được nhân rộng và áp dụng vào nhiều ngành nghề khác nữa. Vâng, thưa quý vị, với vị trí địa lý đặc biệt nằm trong khu vực phát triển năng động của thế giới, nơi tập trung luồng hàng hóa giao lưu, thì Việt Nam được đánh giá là có nhiều thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Đây cũng là mục tiêu của Việt Nam trong việc trở thành trung tâm logistics mới của khu vực vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì thế, câu chuyện nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành logistics chính là bước xây dựng nền móng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của chính phủ trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Điều này thì đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả chính phủ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp logistics và các trường đào tạo. Tuy vẫn còn không ít thách thức, nhưng với những chính sách thích ứng linh hoạt trong thời kỳ mới, Việt Nam chắc chắn sẽ tự chủ và đảm bảo nguồn nhân lực cho ngành logistics trong tương lai, mở ra những cơ hội phát triển mới cho kinh tế Việt Nam. Một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Thanh Hải đã tham gia chương trình ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Góc nhìn tuần này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.